Em là chú cây vườn Lan Phương Hùng. Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 8 tháng 10 năm 2022. Nhà vườn em Phương Hùng lại lên chia sẻ cho các bác một số mặt hàng con giống chuẩn đẹp cho các bác tham khảo và yên tâm. Địa chỉ nhà vườn em là ở thôn Tố Gà, xã Ca Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại liên lạc của em là 0972 197 255. Zalo cũng là số đó luôn các bác nhé. Thì hôm nay em lại lên chia sẻ cho bác 15 đơn hàng. Bao gồm là mặt hàng 50 trang bạch tuyết này, 50 trang bạch trà, Thảo Nguyên 2, Hồng Minh Châu, Hồng Xỉa Xanh, 5 cây trắng Nha Trang, Hồng Phấn, Hồng Thúy Chi, Hồng Mỹ Nhân, 5 cây trắng Anh Cá. Và không để mất thời gian của chú anh chị, em xin đi về chi tiết đơn hàng đầu tiên. Đơn hàng số 1 của em là em chia sẻ một mầm gốc lách các bác nhé. Mầm gốc lách 5 cây trắng Anh Cá, rất là đẹp. Thân này được dài hơn 60 cm các bác nhé. Dài được hơn 60 cm. Thì cái số 1 này 5 cây trắng Anh Cá em chia sẻ cho các bác với giá là 200k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và mà các bác ngắm khuôn bông 5 cây trắng Anh Cá, em chuyển sang hình số 2, em chia sẻ một kỳ Hồng Mỹ Nhân cắt khúc tự nhiên rất là đẹp. Kỳ được 20 cm các bác nhé. Thì cái hình số 2 này Hồng Mỹ Nhân em xin xí cho các bác với giá là 200k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và mà các bác ngắm khuôn Hồng Mỹ Nhân và tất cả những mặt hàng nhà em Phương bán ra đều bảo hành cho các bác chuẩn tuyệt đối và sẽ bảo hành cho các bác đến khi ra hoa các bác nhé. Em chuyển sang hình số 3, là em xin xí một kỳ Hồng Trưng Trị, Hồng Thúy Chi. Hồng Thúy Chi rất là đẹp các bác nhé. Thì cái hình số 3 này Hồng Thúy Chi em xin xí cho bác với giá là 150k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em mời các bác ngắm khuôn bông Hồng Thúy Chi. Em chuyển sang số 4 là em xin một kỳ Hồng Phấn cắt khúc tự nhiên, kỳ rất là đẹp các bác nhé. Củ rễ rất là khuy này. Thì cái hình số 4 này Hồng Phấn em chia sẻ cho các bác với giá là 200k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em mời các bác ngắm khuôn bông Hồng Phấn. Em chuyển sang số 5 là em chia sẻ một kỳ 5 cây trắng Nha Trang. Kỳ này rất là tốt rồi, hơn 20 cm, khoảng 25-26 cm, rất là đẹp. Thì cái số 5 này 5 cây trắng Nha Trang em chia sẻ cho bác với giá là 400k cho bác tham khảo và sưu tầm. Và mà các bác ngắm khuôn bông 5 cây trắng Nha Trang, khuôn bông rất là đẹp, rất là xuất sắc các bác nhé. Em chuyển sang số 6 là em chia sẻ một kỳ Hồng Xòe, rất là đẹp, bộ rễ rất là khỏe này. Thì cái số 6 này Hồng Xòe Xanh em chia sẻ cho bác với giá là 300k cho cái Hồng Xòe Xanh này các bác nhé, rất là đẹp. Và mời các bác ngắm khuôn bông Hồng Xòe Xanh. Em chuyển sang số 7 là em chia sẻ một chậu này mầm gốc 52 Hồng Minh Châu các bác nhé, rất là đẹp. Cái chậu này gồm có 2 mầm gốc ạ. Thì cái số 7 này Hồng Minh Châu em chia sẻ cho bác với giá là 800k cho 2 mầm gốc này, rất là đẹp các bác nhé, cho bác tham khảo và sưu tầm. Em mời các bác ngắm khuôn bông Hồng Minh Châu. Em chuyển sang hình số 8 là em chia sẻ mặt hàng Thảo Nguyên 2. Kỳ này là kỳ cắt trên thân xuống các bác nhé, rất là đẹp. Thì cái số 8 này Thảo Nguyên 2 em chia sẻ cho bác với giá là 400k cho bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 9 cũng là một kỳ Thảo Nguyên 2, thì em cũng chia sẻ cho bác với giá là 400k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang số 10 cũng là một kỳ Thảo Nguyên 2, em cũng chia sẻ cho bác với giá là 400k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 11 cũng là một kỳ Thảo Nguyên 2, kỳ này đã thắt ngọn rồi và đang bắt đầu phình thân các bác nhé, rất là đẹp. Thì cái hình số 11 này em chia sẻ cho bác với giá là 500k cho bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang số 12 cũng là một kỳ Thảo Nguyên 2, rất là đẹp. Em cũng xin xí cho bác với giá là 500k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và mời các bác ngắm khuôn bông Thảo Nguyên 2. Em chuyển sang số 13
Để em sẽ xì một kg năm bánh trắng bạch trà, một kg và một bát thức các bác nhé. Bát thức này đã lên rồi, rất là đẹp. Tính số 13 này, năm bánh trắng bạch trà em sẽ xì cho bác với giá là 500k, cho bác tham khảo và sưu tập. Và em mời các bác ngắm. Vâng, năm bánh trắng bạch trà. Em chuyển sang số 14 là em sẽ xì một kg năm bánh trắng bạch tuyết đã thắt ngọn và bắt đầu phình thân các bác nhé. Bắt đầu phình thân rất là đẹp. Thì cái số 14 này em sẽ xì cho bác với giá là 700k, cho bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang số 15, cũng là một kg năm bánh trắng bạch tuyết đã thắt ngọn và phình thân rất là mập, rất là đẹp. Thì cái số 15 này em cũng sẽ xì cho bác với giá là 650k, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm con bông năm bánh trắng bạch tuyết. Con bông rất là đẹp, rất là xuất sắc. Và cái hình số 15 cũng khép lại cái video bán hàng ngày hôm nay. Thì các bác xem video cho em Phương xin một nút like và một nút đăng ký kênh. Em Phương xin chào toàn thể các bác nhé. Chúc các bác có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình. Em xin chào toàn thể các bác.